Hồng Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Một đạo luật liên bang vốn quy định một người khuyến khích nhập cư bất hợp pháp là phạm tội, không xâm phạm các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp, đã được ghi giữ theo phán quyết hôm 23 tháng 6 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Chỉ huy đội quân đánh thuê nổi loạn tại Nga, người ra lệnh cho đoàn quân của mình tiến về Moscow, rồi đột nhiên ngừng lại, nay sẽ sang nước láng giềng Belarus và sẽ không phải đối mặt với các truy tố. Tình trạng rối loạn ở Nga có lợi cho Kiev, các quan chức Ukraine nói hôm thứ Bảy 24 tháng 6, nhưng vẫn cần chờ xem liệu Tổng thống Zelensky và quân đội của ông có thể tận dụng được hay không sự hỗn loạn xảy ra vào cuối tuần này khi đội quân đánh thuê Wagner tiến quân về phía mặt tư khoa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 25 tháng 6 nói rằng tình trạng hỗn loạn vì thách thức chưa từng có của các chiến binh Wagner đối với sự nắm quyền của Tổng thống Vladimir Putin có thể chưa kết thúc và có thể còn kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Trung Quốc ủng hộ Nga duy trì sự ổn định quốc gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 25 tháng 6, một ngày sau cuộc binh biến thực hiện bởi nhóm lính đánh thuê Wagner được vũ trang hùng hậu. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Ronald Reagan thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam vào 25 tháng 6, cũng là ngày Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Trung Quốc, khiến giới quan sát lo ngại về chính sách ngoại giao nước đôi của Hà Nội. Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi của Tổ chức Giám sát Tội phạm Tài chính Quốc tế, nhưng tổ chức này cũng nói Việt Nam đã cam kết chứng tỏ họ ngăn chặn hữu hiệu việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nam Hàn và Việt Nam hôm 23 tháng 6 đồng ý tăng cường hợp tác an ninh, viện dẫn mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn và cam kết tăng cường giao thương và đầu tư song phương bất chấp sự sụt giảm trong năm nay và việc Việt Nam sắp tăng thuế đối với các đại công ty nước ngoài. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một đạo luật liên bang vốn quy định một người khuyến khích nhập cư bất hợp pháp là phạm tội, không xâm phạm các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp, đã được ghi giữ theo phán quyết hôm 23 tháng 6 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Phán quyết với tỷ lệ 7-2 do thẩm phán bảo thủ Amy Coney Barrett soạn thảo đã đảo ngược quyết định của tòa án cấp thấp hơn về việc hủy bỏ điều luật vừa kể trong đạo luật di trú. Trong một vụ án liên quan đến một người đàn ông California tên là Haleman Hansen, người đã lừa dối chương trình di dân thông qua một chương trình nhận bảo trợ người trưởng thành không có thật. Tòa án cấp dưới nhận thấy luật này quá rộng vì nó có thể hình sự hóa quyền tự do ngôn luận được bảo vệ bởi tù chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Luật đó cấm xúi dục hoặc khuyến khích những người không phải là công dân đến nhập cảnh hoặc cư trú tại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, kể cả vì lợi ích tài chính. Thẩm phán Barrett viết, được diễn giải đúng cách, điều khoản này chỉ cấm việc cố ý xúi dục hoặc tạo điều kiện dễ dàng cho một số hành vi trái pháp luật. Hai thẩm phán cấp tiến Keaton G. Brown Jackson và Sonia Stormeyer không đồng ý với quyết định này, luật sư Elsa Bandari của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, người đại diện cho ông Hansen nói, luật đã khiến mọi người băn khoăn không biết họ có thể nói gì một cách an toàn về chủ đề di trú. Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực số 9 trụ sở ở San Francisco đã hủy bỏ bản án năm 2017 kết tội ông Hansen vi phạm luật này. Ông Hansen cũng bị kết tội lừa đảo qua thư tín và lừa đảo qua các phương tiện thông tin liên lạc và bị kết án 20 năm tù. Ông Hansen đang tại ngoại trong khi chờ kháng cáo được xét xử. Các công tố viên liên bang cáo buộc ông Hansen lừa dối những di dân vào Hoa Kỳ bất hợp pháp bằng cách hứa với họ từ năm 2012 đến 2016 rằng họ có thể có được quốc tịch Mỹ thông qua chương trình bảo trợ người trưởng thành do công ty của ông ở Sacramento điều hành.
Công tố nói ông Hansen đã thuyết phục ít nhất 471 người tham gia chương trình của mình, tính phí mỗi người tới 10.000 đô la, mặc dù ông biết rằng việc nhận bảo trợ người trưởng thành mà ông quảng cáo sẽ không dẫn đến quốc tịch Hoa Kỳ. Ông Hansen và chương trình của ông đã thu hút được hơn 1,8 triệu đô la thông qua chương trình này, nhà chức trách cho biết. Tòa phúc thẩm đã phán quyết rằng điều luật kể trên đã hình sự hóa ngay cả những lời nói thông thường và hình sự hóa việc tư vấn cho di dân bất hợp pháp các dịch vụ xã hội hiện có. Chính quyền Biden lập luận rằng điều luật đó không bao gồm một số tình huống giả định mà tòa phúc thẩm quan ngại. Nhiều nhóm ủng hộ tự do ngôn luận và tự do báo chí đã đệ trình các bản trình bày ủng hộ ông Hansen. Các nhóm này lập luận rằng luật đe dọa luật sư, bác sĩ, học giả và bất kỳ ai khác lên tiếng ủng hộ di trú. Chỉ huy quân đội đánh thề nổi loạn tại Nga, người ra lệnh cho đoàn quân của mình tiến về Moscow rồi đột nhiên ngừng lại. Này sẽ sang nước láng giềng Belarus và sẽ không phải đối mặt với các truy tố. Đây là một phần của thỏa thuận để rút ngòi nổ một cuộc khủng hoảng có thể xem là thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Putin trong hơn hai thập niên nắm quyền. Các vụ kích động nổi loạn có vũ trang với Rizgozin, chủ tịch tập đoàn đã lính đánh thuê Wagner, sẽ bị hủy bỏ và đoàn quân tham gia cùng ông ta trong một cuộc nổi loạn cũng sẽ không bị truy tố. Phát ngôn nhận của Nga Dmitry Peskov tuyên bố, ngoài ra các tay súng của tập đoàn Wagner không tham gia vào cuộc nổi loạn sẽ được ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Tổng thống Putin trước đó đã thề sẽ trừng phạt những ai đứng phía sau vụ nổi loạn Prigozhin làm thủ lĩnh. Putin gọi cuộc nổi loạn là phản bội và phản quốc, quyết định để cho Prigozhin và tùy tùng được tự do ra đi là mục tiêu tốt nhất của Putin nhằm tránh đổ máu và đối đầu nội bộ mà kết quả là không thể tuyên đoán được. Thủ đô Mạc Tư Khoa đã củng cố phòng thủ trong tình thế chuẩn bị đối đầu lực lượng Wagner. Người ta có thể nhìn thấy các trạm kiểm soát với các xe cơ giới trang bị vũ khí và lính ở các khu vực phía nam thành phố. Quảng trường đỏ bị phong tỏa và thị trưởng Mạc Tư Khoa kêu gọi người lái xe tránh xa một số tuyến đường. Sau khi thỏa thuận được thông qua, quân Wagner chỉ còn cách Mạc Tư Khoa 200 cây số. Prigozhin tuyên bố rằng ông ta đã quyết định rút lui để tránh làm đổ máu Nga, xong ra lệnh cho đoàn quân lui trở về doanh trại nằm trên phần đất Ukraine. Prigozhin từng đòi hỏi cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người mà ông ta chỉ trích liên tục về cách thức tiến hành cuộc chiến tại Ukraine. Ngày thứ Sáu, Prigozhin kết tội các lực lượng do Shoigu chỉ huy tấn công các doanh trại của Wagner và giết một số lượng lớn các đồng chí của chúng tôi. Prigozhin không cho biết là Nga có đáp ứng đòi hỏi của mình hay không. Phát ngôn nhân Basco nói đòi hỏi này không được thảo luận trong các thương lượng với Prigozhin. Nếu Putin đồng ý sa thải Shoigu, hình ảnh chính trị của cá nhân Putin sẽ bị ảnh hưởng vì ông ta từng gọi Prigozhin là kẻ phản bội đằng sau lưng. Thị trưởng Mạc Tư Khoa tuyên bố một phần lớn dân cư thành phố sẽ không đi làm ngày thứ hai đầu tuần do an ninh vẫn còn siết chặt và sẽ còn tồn tại sau khi cuộc bình biến chấm dứt. Tình trạng rối loạn ở Nga có lợi cho Kyiv, các quan chức Ukraine nói hôm thứ Bảy 24 tháng 6, nhưng vẫn cần chờ xem liệu Tổng thống Zelensky và quân đội của ông có thể tận dụng được hay không. Sự hỗn loạn xảy ra vào cuối tuần này khi đội quân đánh thuê Wagner tiến về phía Mạc Tư Khoa. Vào tối ngày 24 tháng 6, Prigozhin, người sáng lập đội quân Wagner, cho biết ông ta dừng cuộc hành quân đòi công lý nhắm đến Moscow sau khi có một thỏa thuận tránh cho ông ta và những tay lính đánh thuê của ông không phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Thỏa thuận này đưa Prigozhin tới xóm lưu vong ở Belarus. Hôm nay thế giới thấy rằng giới cai trị nước Nga không kiểm soát được gì cả, không gì hết, chỉ toàn là hỗn loạn mà thôi. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông kêu gọi các đồng minh của Ukraine tận dụng thời điểm này và gửi thêm vũ khí cho Ukraine.
Cuộc nổi loạn của Prigozhin là thách thức nội bộ lớn nhất đối với Tổng thống Putin trên cương vị là nhà lãnh đạo tối cao của Nga trong 23 năm, và nó làm dấy lên những lo ngại về an ninh toàn cầu và hàng loạt lời kêu gọi phối hợp hành động giữa Washington và các đồng minh. Bất kỳ sự hỗn loạn nào ở hậu tuyến của kẻ thù đều có lợi cho chúng tôi, hãng thông tấn nhà nước Ukinform dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói hôm 24 tháng 6. Putin gọi hành động của Prigozhin là đòn giáng vào nước Nga, nhưng không có dấu hiệu tức thời cho thấy quyền lực của Putin bị đe dọa. Bộ Quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Sergei Shoigu đã im hơi lặng tiếng, trong khi các biến động xảy ra vào ngày cuối tuần. Kuleba cho rằng còn quá sớm để nói về những hệ lụy liên quan đến Ukraine, nhưng sau đó trong cùng ngày, ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken về thảo luận về các diễn biến và nỗ lực phản công của Kyiv. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 25 tháng 6 nói rằng tình trạng hỗn loạn vì thách thức chưa từng có của các chiến binh Wagner đối với sự nắm quyền của Tổng thống Vladimir Putin có thể chưa kết thúc và có thể còn kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Trong một loạt các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Blinken nói rằng những căng thẳng dẫn đến cuộc bình biến của lực lượng do ông Prigozhin dẫn đầu đã gia tăng trong nhiều tháng và tình trạng hỗn loạn có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Nga ở Ukraine. Trọng tâm của chúng tôi là hoàn toàn tập trung vào Ukraine, đảm bảo rằng nước này có những thứ cần thiết để tự vệ và lấy lại lãnh thổ của mà Nga đã chiếm đóng. Ông Blinken đã nói như vậy trên chương trình Miss the Press của NBC. Ông nói với chương trình This Week của ABC, nếu người Nga bị phân tâm và chia rẽ, điều đó có thể khiến hành động xâm lược Ukraine của họ trở nên khó khăn hơn. Ông Blinken nói rằng tư thế hạt nhân của cả Mỹ và Nga đều không thay đổi do hậu quả của cuộc khủng hoảng. Ủng hộ Nga duy trì sự ổn định quốc gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 25 tháng 6, một ngày sau cuộc binh biến thực hiện bởi nhóm lính đánh thuê Wagner, được vũ trang hùng hậu. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andriy Rudenko đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh về các vấn đề quốc tế hôm 25 tháng 6 sau thách thức nghiêm trọng nhất đối với quyền lực của Tổng thống Putin kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Nga nói, phía Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của giới lãnh đạo Liên bang Nga nhằm ổn định tình hình trong nước liên quan đến các sự kiện ngày 24 tháng 6 và khẳng định mối quan tâm trong việc tăng cường sự gắn kết và thịnh vượng hơn nữa của Nga. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ban đầu chỉ nói rằng ông Rudenko đã trao đổi quan điểm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương về quan hệ Trung và Nga, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Sau đó, bộ này nói rằng Trung Quốc ủng hộ Nga trong việc duy trì sự ổn định quốc gia và sự leo thang căng thẳng gần đây ở Nga là công việc nội bộ của Nga. Hiện chưa rõ ông Rudenko đến Bắc Kinh khi nào hay liệu chuyến thăm của ông tới Trung Quốc, một đồng minh chủ chốt của Nga, có phải là vì cuộc nổi dậy của nhóm lính đánh thuê của thủ lĩnh Prigozhin hay không? Cuộc nổi loạn đã bị hủy bỏ hôm 24 tháng 6 trong một thỏa thuận giúp ông Prigozhin và những người lính đánh thuê của ông không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, và đổi lại ông Prigozhin đưa các chiến binh của ông trở lại căn cứ và chuyển đến Belarus. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Ronald Reagan thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam vào ngày 25 tháng 6, cùng là ngày Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Trung Quốc, khiến giới quan sát lo ngại về chính sách ngoại giao nước đôi của Hà Nội. Ngoại giao cây tre của Hà Nội nhìn bề ngoài và trước mắt có thể có một số hiệu quả nhất định, nhưng về lâu dài, quyền lợi quốc gia dân tộc bị treo nghìn cân trên sợi tóc.
Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Hoa Kỳ dừng chân tại thành phố cảng Đà Nẵng của Việt Nam vào Chủ nhật ngày 25 tháng 6 trong chuyến thăm hiếm hoi của một siêu chiến hạm Hoa Kỳ tới quốc gia Đông Nam Á này. Giữa lúc căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông vẫn còn cao. Truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 6 cho biết hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ lưu lại Đà Nẵng cho đến ngày 30 tháng 6. Đây sẽ là chuyến thăm thứ ba của một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ chưa xác nhận chuyến thăm này. Họ cho biết không thể thông báo trước lịch trình của các tàu hải quân. Chuyến thăm của tàu USS Ronald Reagan diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện, với việc hai nước chia sẻ mối quan hệ thương mại ngày càng chặt chẽ, cũng có lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong thời gian Hoa Kỳ đang tìm cách nâng cấp quan hệ với Hà Nội, nhưng dường như Hà Nội chưa sẵn sàng tiến xa hơn. Giữa lúc Việt Nam thường xuyên có căng thẳng với Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, nhưng mặt khác vẫn duy trì hòa khí hữu hảo với nước láng giềng phương Bắc. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 25 đến 28 tháng 6. Bộ Ngoại giao tại Hà Nội cho biết hôm 22 tháng 6. Chi tiết về lịch trình của ông Chính chưa được công bố, nhưng ông dự kiến sẽ tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới theo lời mời của Chủ tịch Diễn đàn. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Thiên Tân. Từ thành phố Sài Gòn, nhà quan sát quan hệ quốc tế Đinh Kim Phúc nêu nhận định hôm 23 tháng 6 như thế này. Việt Nam đang rất khó trong mối quan hệ Việt-Mỹ và Việt-Trung. Tôi có cảm giác rằng Việt Nam đang né mối quan hệ trực tiếp đối với Mỹ, nhất là những thông tin dồn dập vừa qua, trước khi nâng tầm cao quan hệ Việt Nam và Mỹ và tránh sự phản đối của Trung Quốc. Như thường lệ, trước khi Hà Nội có thể thực hiện bất kỳ giao tiếp quan trọng nào đối với Hoa Kỳ, Hà Nội phải cho Trung Quốc thấy rằng họ không có ý định thù địch. Ông Vũ Xuân Khang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Boston, Hoa Kỳ, chuyên ngành quan hệ quốc tế và an ninh Đông Á, nêu nhận định trên Twitter hôm 22 tháng 6 về chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Chính. Luật sư Khanh lo ngại rằng chính sách nước đôi của Việt Nam có thể dẫn đến những tính toán sai lầm của các bên và hậu quả sẽ khó lường khi không còn ai có lòng tin chiến lược với Hà Nội. Tuy nhiên, với cái nhìn lạc quan hơn, ông Phúc nhận định rằng với việc Tổng thống Nam Hàn đang công du Việt Nam cho thấy Việt Nam đang thắt chặt mối quan hệ với Nam Hàn, một đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực, như một chính sách bè bờ của Hà Nội trước khi tiến xa hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ. Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi của Tổ chức Giám sát Tội phạm Tài chính Quốc tế, nhưng tổ chức này cũng nói Việt Nam đã cam kết chứng tỏ họ ngăn chặn hữu hiệu việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quyết định ngày thứ Sáu đưa Việt Nam vào danh sách xám, gồm 20 quốc gia trên thế giới chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, bao gồm Panama, quần đảo Cayman, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Syria. Miến Điện, Iran và Bắc Hàn là những nước duy nhất nằm trong danh sách đen của tổ chức này. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có quan hệ thân cận với Bắc Hàn, nước đang tích cực theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp bị lên án rộng rãi khắp toàn cầu và chịu các chế tài quốc tế. Hà Nội đã ban hành các quy định vào tháng 3 nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính có trụ sở ở Paris không coi bước đi này là đủ để tránh bị đưa vào danh sách xám. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính cho biết, Việt Nam giờ cam kết, chứng tỏ rằng họ giám sát hữu hiệu các ngân hàng, kế toán viên và luật sư để ngăn chặn việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chẳng hạn như vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. Việt Nam cũng đã đồng ý chứng tỏ rằng
họ có thể ngăn chặn việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân hoặc tổ chức đối mặt với các hạn chế quốc tế vì dính dáng đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài Việt Nam, 10 quốc gia châu Phi bao gồm Mozambique và Uganda đang bị lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính giám sát về rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân theo danh sách công khai trên website của cơ quan này. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào ngày thứ Bảy. Việt Nam cũng cam kết thực hiện những cải cách bổ sung để giải quyết những hạn chế của mình. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính cho biết họ sẽ nỗ lực bảo đảm sự độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, quản lý tài sản ảo và tăng cường hợp tác quốc tế phòng rửa tiền. Nam Hàn và Việt Nam hôm 23 tháng 6 đồng ý tăng cường hợp tác an ninh, viện dẫn mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn và cam kết tăng cường giao thương và đầu tư song phương bất chấp sự sụt giảm trong năm nay và việc Việt Nam sắp tăng thuế đối với các đại công ty nước ngoài. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Tổng thống Nam Hàn, ông Jun Sang-jo thừa nhận những khó khăn về kinh tế nhưng nhắc lại vai trò quan trọng của Việt Nam đối với chiến lược tăng trưởng của Nam Hàn. Ông đã ký 17 hiệp định với Chủ tịch Võ Văn Thưởng về một số vấn đề từ khoáng sản đến lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và cho biết Nam Hàn sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trước mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn. Việt Nam sẵn sàng tham gia vào quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Thưởng nói như vậy tại buổi họp báo chung với ông Jun. Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ công nghiệp quốc phòng và hợp tác an ninh ở Biển Đông. Hàn Quốc là một trong nhiều nước thảo luận về khả năng bán vũ khí cho Việt Nam, trong lúc Hà Nội tìm cách hiện đại hóa kho vũ khí của mình. Nam Hàn và Việt Nam trong vài thập niên qua đã phát triển mối quan hệ công nghiệp gần như cộng sinh. Nam Hàn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Nam Hàn cũng có khuôn khổ quan hệ ngoại giao cao nhất với Hà Nội là đối tác chiến lược toàn diện, cùng với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo nhắc lại mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương bất chấp sự sụt giảm trong năm nay do nhu cầu toàn cầu thấp hơn đối với điện thoại thông minh và các mặt hàng điện tử khác mà các hãng Nam Hàn lắp ráp ở Việt Nam với nhiều linh kiện được đưa vào từ Nam Hàn. Trong tháng 5 đầu năm nay, thương mại song phương đã giảm 1/4 so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm Hàn Quốc của Việt Nam đã giảm gần 30%. Năm nay, các công ty Nam Hàn cũng đã đầu tư vào Việt Nam ít hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh và Trung Quốc và Nhật Bản đã dễ dàng vượt xa Nam Hàn, số liệu của chính phủ Việt Nam cho thấy. Các đơn mua hàng điện tử giảm đã buộc các công ty Nam Hàn phải cắt giảm nhân công tại Việt Nam. Để giải quyết xu hướng đi xuống này, Nam Hàn đã đồng ý hỗ trợ tài chính trị giá hơn 4 tỷ đô la vào năm 2030, gần như hoàn toàn dưới hình thức cho vay để giúp Việt Nam về biến đổi khí hậu, giáo dục và y tế. Cũng trong chuyến thăm cấp nhà nước này của ông Jun, các công ty Nam Hàn cũng đã ký hơn 100 thỏa thuận với các đối tác Việt Nam về năng lượng, hàng không, đóng tàu và nghiên cứu. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp khi Hà Nội dự tính sẽ áp dụng mức thuế mới đối với các công ty lớn, bao gồm các công ty đa quốc gia của Nam Hàn, kể từ năm tới. Kế hoạch này nằm trong cải cách thuế toàn cầu, vốn có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam như là một trung tâm sản xuất. Samsung Electronics, nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam, và LG Electronics nằm trong số các công ty lớn đang đàm phán các khoản bồi thường có thể để bù đắp cho mức thuế cao. Các công ty Hàn Quốc đang tìm cách quay trở lại quê nhà và đa dạng hóa nhiều hơn là đầu tư hết vào Việt Nam. Ông James Chung, nhà phân tích tại Hyundai Motor Security có trụ sở tại Nam Hàn cho biết, lưu ý rằng sức hấp dẫn của Việt Nam đã giảm trong những tháng gần đây cũng vì mức thuế mới.
Để giải quyết vấn đề này, tháp tùng ông Jun trong chuyến công du là phái đoàn doanh nghiệp gồm 205 thành viên. Trong cuộc họp báo chung, Chủ tịch Thưởng cho biết, ông hoan nghênh các công ty Nam Hàn đầu tư vào các nhà máy điện chạy bằng khí đốt và các dự án bán dẫn tại Việt Nam. Các công ty Nam Hàn là một trong những nhà đầu tư chính vào ngành công nghiệp khí đốt hóa lỏng non trẻ của Việt Nam, vốn dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng điện của nước này và giúp khắc phục tình trạng thiếu điện ở các tỉnh phía Bắc, nơi các hãng Hàn Quốc có nhà máy. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.